chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi quay của tuyến đường Kim Long Phú Hai cho các bạn xem. Tới cái ngã ba này là mình quẹo phải nè các bạn. Ngã ba đường quốc lộ thuộc xã Am Thắng, quẹo phải ngay bên hông cái nhà thờ tên là Kim Long. Thì cái con đường này cũng mang tên là Kim Long Am Thắng, chạy dài ra tới phường Phú Hải của thành phố Phan Thiết. Cái đường chỗ này khá là dằn nha các bạn. Hiện tại thì bây giờ là buổi trưa ngày thứ tư, trời hôm nay rất là trong xanh quang đãng luôn, nắng rất là gay gắt. Cũng lâu lắm rồi mình mới quay trở lại cái tuyến đường này. Rồi hôm nay sẵn mình đi công việc rồi mình đi cái tuyến đường này để mình quay video và chia sẻ luôn cho mọi người xem luôn. Thì trải qua một thời gian thì mọi vật đều thay đổi. Đường xá thì rộng hơn chút xíu, nhưng mà nhiều chỗ vẫn còn gồ ghề. Nói chung là tương đối tốt hơn những cái thời gian trước. Đường rất là nhỏ hẹp, xấu, ổ gà, ổ voi rất là nhiều. Hiện tại thì bây giờ cũng tạm ổn. Hai bên đường thì dân cư cũng khá là nhiều đấy các bạn. Tuyến đường này là chạy thẳng ra giáp đối với Nguyễn Thông của phường Phú Hải đấy. Thì bên này có một cái quán nhậu nhậu vừa mát mẻ rồi, gần ngay với bờ sông luôn. Bên tay trái của mình này không biết quán gì đây. Qua cái khúc này thì đường tương đối là bằng phẳng, là dễ đi nè, hồi nãy nó dằn quá. Trạm xăng dầu Văn 10 số 3. Ở đây là thuộc địa phận xã Am Thắng, thôn Ông Chính. Cái tên nghe lạ, thôn Ông Chính. Khúc này hình như là gần ra giáp tới cái ngã ba Nguyễn Thông rồi các bạn. Nói chung là
cái tuyến đường này, tuyến đường Kim Ngọc Phú Hài, và cái tuyến đường hôm bữa mình chia sẻ đó, tuyến đường Phú Long Phú Hài đó, là hai tuyến đường mà mình có thể đi tắt ra đường viễn thông Phú Hài, để từ đó là mình có thể đi ra Hàm Tiến, Hòn Rơm và Mũi Né, thay vì là phải vào trung tâm thành phố chạy lòng vòng, cái cự ly nó xa hơn. Thay vì mình chạy cái tuyến đường này ra từ quốc lộ ra tới đường viễn thông Phú Hài là 2-3 km gì đó, thì cũng ngay ngã ba hồi nãy đường quốc lộ, mình chạy vào đến trung tâm thành phố rồi rẽ trái chạy ra đến giáp ngay ngã ba ngay viễn thông Phú Hài thì có thể là kéo dài đến 5-6 cây số, có thể hơn. Cho nên đi cái tuyến đường này và tuyến đường Phú Long rút ngắn được, rút ngắn rất là nhiều. Khu vực chỗ này người ta làm nước mắm đó. Ra tới đây là giáp với phường Phú Hài rồi. Cái phường Phú Hài, thành phố Hàn Thiết. Đây các bạn, quẹo phải là về trung tâm thành phố rồi. Đường này đường Nguyễn Thông hướng về trung tâm thành phố, đường khá là rộng rãi. Tuyến đường này thì mới được mở rộng, giải tỏa mở rộng và trải nhựa gần đây thôi, cũng cách đây mấy tháng, trong năm 2018 đây thôi. Chỗ này phía bên trái mình, người ta đang mở một con đường cặp cái bờ sông, đang trong quá trình thi công. Thì sau này là cái khúc này mình chạy tới đây là đường một chiều. Có cái bãi chỉ dẫn là đi thẳng là vô trung tâm Phan Thiết, đều phải là có thể đi qua quốc lộ 1A luôn. Chỗ này người ta cũng sắp sửa là một cái vòng xoay rồi, bây giờ mình quẹo phải nè để qua cái cầu này nha. Cầu này gọi là cầu Hùng Vương đây. We'll be right back.